Shop Bếp Gấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay, dễ chơi, dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Bắn phải động não lên, hơn người ta cái đầu. Ví dụ như là mình chơi game bình thường không sao, nhưng mà mình chơi Ai Là Triệu Phú là mình được lên TV nè, mình được lên YouTube nè, mình được lên TikTok nè. Ok chưa? Lỡ đâu làm được đoạn highlight, mình được nổi tiếng nè. Mình bán đồ, bán shop, vẫn có người mua nè. Lập kênh TikTok ra, vẫn có người ủng hộ nè. Biết sao? Thằng này có kỹ năng. Ủng hộ nó cái đã. Biết đâu được sau này nó là nhân tài, nó tham gia đấu giải chuyên nghiệp sao? Rồi xong rồi, chết rồi. Đồ thằng này bình tĩnh. Đồ thằng này bình tĩnh ra. Kéo, kéo. Thằng này bình tĩnh ra. Đá chìm đó đó, anh em thấy không? Kéo. Kéo trước rồi. Mày chạy nhanh qua kia luôn, 4 thằng lượng. Thằng này bình tĩnh, không phải đạn anh em à. Thằng này biết đá chim luôn các bạn. Đồ, 2 team luôn, xong rồi. Má, đá chim qua, mà 2 team luôn. Đó, mà đâu rồi, xong rồi. Má, đá chim qua 3-4 team, nãy thì làm sao mà đi bò được các bạn. Thả team đi anh em ơi, lên 2 triệu team nào. Nãy thôi rồi. Bóc phép ít thôi thằng em. Bóc phép mà nó vui đấy mà, có hại ai đâu. Bóc phép mà hại người ta đấy, đừng để bóc phép. Bóc phép mà để mang lại tiếng cười, mang lại niềm vui cho anh em á, thì cứ thoải mái. Má đã 3 team mà đứng cầm bo thế này thì làm sao vô bo được các bạn. À, xong rồi. Ba này khó nè, thực sự là khó đấy. Tôi thì tôi nghĩ là tôi, bản thân tôi là chỉ có chạy thôi, chứ còn xử lý thì không nổi. Đông quá cái này, chạy chạy được không? Sao luôn tử? Ở đâu? Sao chạy ta? Tôi nghĩ là cái tình huống này là mình nên cầm một nụ cười tự tin và bỏ chạy á. Đồ thật cờ. Tình huống này sao không chạy rồi? Đồ tình huống này sao không chạy ta? Mình thấy nó chạy á, đồ không? Nó đông đen kiếm cỏ đó mà sao các bạn bắn mày không chạy rồi. Đấy, nó gãy đá rồi, nó có làm được gì đâu. Nó gãy đá rồi đi ra. Thôi tôi bắn một trận nè. Tôi bắn một trận này anh em coi mà anh em học hỏi đi. Chứ anh em đừng có nghĩ là cái thằng Túng Khỉ hay là thằng này thằng kia vào bắn này tôi bột. Các bạn mơ luôn. Thật các bạn mơ luôn. Các bạn coi mà các bạn học hỏi cái này. Coi đi. Tôi lấy thì. Từ từ. Coi đi. Trong này mời gì mà hoài không nổi. Rồi ok vô nè. Coi mà khỏi nè. Coi thiệt á. Bây giờ mình sẽ tạo team code cho anh em vào. Anh em vào bắn với mình 9032651. Top 1 vẫn có quà. Rồi đây. Bật mic lên nào. Em chào bữa gấu em chào. À nó có mấy anh ơi. Rồi lấy mic ra đây. Rồi bác ơi, rồi bác ơi. Gửi lời cho những thằng cái live stream luôn. Mang trên live còn bót bác ơi. Gửi nặng nặng lên. Mấy thằng không có trên đừng cái đá chim. 100 thằng một chỗ đây. Không xong nè. Đây là những lời nói thật lòng đấy. Tận đáy lòng chứ không phải nói giỡn đâu. Đây là những lời nói tận đáy lòng của người ta đấy chứ không phải nói giỡn đâu nha. Nếu mà cảm thấy tức vì điều đó đấy thì cứ đá chim đi, hiểu chưa? Đá chim càng đông càng tốt, 100 thằng càng tốt. Nói thật đấy chứ không phải đùa đùa đâu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình thích số 10 bởi vì kẻ cười người khóc. Vào đi, sừng trâu sừng bò gì nhảy hết cổng trời nhà ma cho tao. Bắn gì mà bắn là gãy, bắn là gãy. Coi đi mà học hỏi. Má tóc mình che máy đẹp trai cỡ gì chồng. Đi làm trường luôn. Đanh mày kim có được bắn hay là gì vốn mà anh? Đanh mày kim mà đi bắn boss đi mày. Mày bắn gì mà bữa giờ mà giờ này mới đanh mày kim. Hả? Đâu em tụi mấy ngày nay em đi làm không bắn được. À đi làm không?
đi làm thì ráng một trai cho Phú mới lấy. Thích lấy tiền thì lấy, thích cho ai ai là chị Phú thì lấy, muốn cho cái gì cũng được. Chế độ sư lại bán đồng bót rồi mà. Chiến đấu rồi. Còn lại là một thằng gãy nữa. Rồi, quất. Nhà ma cổng trời nếu thằng nào dám. Cổng trời là chốn ăn chơi, đã giờ là chốn nghỉ ngơi cuối đời. Buông luôn. Đã vòng đi bác, tao vòng làm gì? Không. Bác. Bác. Ai lẹ. Quất. Đã chơi thì không rén, mà đã rén thì không chơi. Ê thôi, càng đông càng tốt, 100 lần càng tốt. Xuống nhà ma xong tụi em lượn xuống cái nhà bên dưới đó. Nhặt đồ, 1, 2, 3, 3 tem, 4 tem, 5 tem. Rồi xong, chạy nhà ma, giọt. Xuống nhà ma đi, rồi tụi em cứ chạy xuống nhà dưới đây, chạy xuống khu dưới đây, yên tâm đi. Để anh quất mấy thằng này. Chạy đâu rồi, chạy đâu rồi? Chết chưa? Trên nhà cháu luôn, lên nhà gà cháu luôn. Càng đông càng tốt, đây đây đây, đứng đây. Càng đông càng tốt, tao càng thích. Càng đông càng tốt, xuống trâu luôn. Xuống trâu càng đông càng tốt, tao càng thích. Càng đông càng tốt. 100 đằng càng tốt, qua đông càng thích. Số 2 quăng xuống cho của anh rồi. Xài được xuống rồi. 100 đằng càng tốt. Bắn mà sợ người ta đá chim. Bản thân mình khắc phục được nỗi sợ hãi là mình là người chiến thắng trong tất cả mọi trò chơi. Tự tin mới cầm cái sô cun 1-0-4. Tự tin mới chiến thắng. Đi sang nào em ơi, thằng nào dám đá chim tao tuyên bố luôn đấy, đá đi. Giờ này chứ ngồi cam cáp ở dưới khu dân cư ở đâu mà. Đi sang đây nào mấy kia rù rù thế, tụi mày đi trốn à, lấy xe qua cho anh. Gì đâu mà cứ bắn cứ vô là vô là cục vô là cục. Có thằng trên mái nhà một bao bót thì đâu chết là chết. Cảm ơn bạn tặng thế tim cho các bạn nhiều. Lên xe xuống khu cư luôn, gặp là trộn đời sống lên sao mấy ngày game mà để giải trí bắn là phải bằng kỹ năng gáy cái gì không gáy. Hồi sinh đúng không? Trời nó hồi sinh trong giết. Ăn thính nó mày. Ăn thính tao á. Mày ăn thính tao à. Ăn thính tao à. Ăn thính nó mày chết. Rồi bắn nhau luôn. Từ từ nha. Rồi xuống xe. Thằng nào ăn thính kia. Trên đồi có luôn. Lụm đồ cái đã. Lo gì. Rồi công đi em ơi. Máu lên. Mâu không, còn thằng quầy xa nữa đủ. Mâu một mâu cầm đi em ơi. Còn có đó kia 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 lê nở cái tàu không tóc nở cái tàu không vậy có trình không vậy có trình không vậy tụi mày có trình không còn một thằng bên khu dân cư á một càng đông càng tốt. Từ từ lụm đồ cái đã một quân ba chiếc. Tụi mày có trình không, tụi mày có trình không chơi game, tụi mày có trình không? Đi lên xe. Ừ lên xe lên xe lên xe lên xe đi thằng hai xe nè, hai xe nè, hai xe làm bô nè. Đang chạy qua đó. Đi xe nhanh nhanh đi. Mới dắp ra. Súng lụ ra. Đồ súng lụ quá. Súng lụ có được bắn súng lụ không ta? Rồi luôn. Được rồi, súng lụ ra, đưa súng lụ đâu. Cái này nó ép người quá đáng, nó muốn anh gấu cho thì cho tụi nó coi người. Rồi. Còn nụ cười tự tin là chiến thắng thế thôi. Bắn đi vô được, bắn đi cho con rùa đi thế thế chịu. Có chứ làm mô rồi trong lấy đi. Bắn chưa cho nào chứ. Để em nhanh đi, tụi mày chậm dưới con rùi trời. Nhanh đi. Bắt người bây giờ. Trời lụ đi đâu chơi. Coi thử thằng nào dám có đèn lụ không. Lụp đèn lụ tiếp. Không có đèn lụ đâu đi. Con người ơi. Cái gì
Rồi. Nó rồi, lên xe nhanh. Lên xe nhanh đi, lên chỗ đâu? Chỗ nào? Chỗ nào đâu? Chỗ mặt này bác. Rồi. Đây đúng không? Chỗ này đúng không? Có một đứa à, hết luôn rồi. Chỗ này đúng không? Ủa, chỗ nào vậy? Ở lên xe, lên xe đi ông em ơi, mình đi trốn, liều đánh tha cho nó đi. Chạy ra đây. Càng đông thì tốt, trăm thằng thì tốt, chỗ nào mà nó đông 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 vậy? Thằng chiến nó làm gì, nó đi trốn, nó bo, chứ làm gì cho nó bệnh. Ôi, tưởng thằng nào dám đứng xô đâu mà. Bắn như gì? À, thằng nào bắn tao? Thằng nào đang bắn tao? Ôi, bắn cái chết đồi sao đấy? Chờ bắn nha. Chết đồi á? Chết đồi lên chơi luôn, lên chơi nó luôn. Chị kia lên trước đây em ơi, chị này bở rồi. Tao chơi mày luôn. Bo vô chạy nè, đó, chạy nè, đấy, chạy nè. Đấy nè, thằng nào nữa, cho tôi nha, xuống xe bên trái có nè, phải có luôn nè. Trong nhà trước đây. Mày chạy với tao hả mày? Một thằng. Lên xe đi em ơi. Vô bò cái đã, vô bò đi, vô bò, vô bò, đẩy vô bò, 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 vô bò. Chị cháy rồi, vô bò em ơi. Vô bò em ơi, bắn phải bằng cái đầu, bắn phải bằng cái đầu em ơi, không là, không là chết bò. Đây, đang chạy thì gặp thằng này. Anh mày bắn súng lụ thì chỉ có đỉnh, đỉnh và đỉnh thôi. Là mấy gì đang băng này từ liên đó. Rampage. Đồ thằng này cũng không có ai xuống tiểu liên luôn nổi. Đây, xả xuống xe đây. Nhanh. Hai kia vô bò đi. Bắn ba cái đầu, 20 đằng kìa. Không có ngại thằng nào hết đó, cho nó gặp là lũi, gặp là quốc, gặp là quốc thôi chứ. Ngại cái gì? Có còn xe nào khác không? Có xe cháy mẹ không? Hai thằng kia vô bò đi, ôm thẳng cái vô bò đi. Chắc bây giờ đây. Đây có xe luôn. Buông xe em trai. Cái gì ấy, sao bị kẹt rồi? Thôi. Tôi lấy xe em được. Rồi lên xe đây. Mẹ nó bị kẹt cái xe đập gơ không nổi. Lỡ rồi nó đau mày luôn rồi. Chết chưa? Ủa dữ vậy mày. Mày đưa nó tục cái mẹ hết. Tiểu liên rồi. Tiểu liên chơi thì cứ tiểu liên luôn. Tiểu súng nào mà cháu không được. Nào bắn cái tên tên vậy. Có cho luôn nha em nha. Có cho luôn nha. Không cho nó vô bo luôn. Tiểu liên. Ôi chắc mắt. Ôi tiểu liên rồi. Mấy thằng làm cái tiểu liên đỡ. Mày đó. Không cần đâu. Không có luôn được. Cambo nè, không cho vô bo nè. Cambo đây, có gì xuống luôn, có gì xuống luôn là được, có xuống luôn là được, một thằng có xuống luôn là được. Đây nè, chạy bo như cá bây giờ nè. Rồi chạy đâu nữa, rồi chạy đâu, cá trong chậu thấy không, cá trong chậu. Cho nó chạy lên là bắn thôi. Nó một, có xuống luôn là được. Cá trong chậu. Chạy đi con, chuẩn bị cá khô nước. Không có xe các bạn. Mà để cầm cái chú liên không, không dám đẩy. Thằng nào cũng không chỉ xe quay tội. À, bà nó chuyện đó. Cái lỗi thằng nào cũng không xì 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 không có đây biết vậy. Đây. Có thằng solo sẽ còn tụi em đây. Tao có cái mất tiêu rồi. Đây hàng đây hàng đứng ngay cái lộ cái chân này là lộ cái chân này. Rồi cô kéo đi em ơi. Đó má quăng mẹ cái súng nó tào đá biết trả biết nữa. Có mệt ghê không. Đây chỗ đây một thằng boss một máu nè đi không một tay mà. Nóc này. Bắn đi em ơi, thoải mái đi. Còn mấy anh nấp nóc rồi bác ơi. Nóc rồi mấy anh chị tướng ơi. Ở dưới đây. Mấy người tướng nó trốn liều ranh đây. Ra nó đây.
Đây nè, chất liệu này nè, đấy. Bộ này là sắc cái sắc. Mày gặp tao chứ chui lên nóc đó chứ tao làm cái gì được. Ê, nó buồn. Gặp anh gấu trong trận tụi mày chỉ có lên nóc tụi mày trốn thôi. Thả tim đi em ơi. Bắn thế này em chơi ai là vô vú không được cái trận tấm một nào đi. Thế thật lạy luôn. Đó cái dây đi tao thế. Nóc một thằng. Nóc thằng rồi. Má mấy thằng này nó cho mày thích lên đây với tao hả mày? Tao là người chơi hở. Ờ nóng mà, chơi mày luôn. Bảo rồi. Bắn cái gió mà không vào mà lấy tấm bột mà lấy không được thì sao?